Xin chào mọi người. Camtasia là một phần mềm quay phim màn hình khá tốt. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, có thể do xung đột gì đó nó xảy ra lỗi. Tôi đang dùng phiên bản 2019. Hôm nay xin chia sẻ với mọi người cách giải quyết một lỗi trong Camtasia. Ở đây, nhìn lỗi có vẻ như là yêu cầu về codec. Tôi đã cài lại codec, đã update phiên bản mới nhất. Tuy nhiên, không giải quyết được. Có một cách giải quyết muốn chia sẻ cùng mọi người, rất đơn giản. Chúng ta làm như sau. Trước tiên, ta đóng Camtasia lại. Bước tiếp theo, ta vào biểu tượng Star, bấm phải chuột, chọn Run. Trong hộp thoại Run, ta gõ Rec Edit và OK. Chúng ta có hộp thoại Registry Editor. Chúng ta chọn vào mục thứ hai. Trong mục thứ hai, chúng ta tìm đến mục Software. Tiếp tục ta mở mục Software ra và chọn đến thư mục TextMate, là thư mục gốc của Camtasia. Chúng ta thấy TextMate ở đây. Ta mở tiếp thư mục TextMate. Chúng ta có các thư mục con. Ta tiếp tục mở. Ta chọn mục Camtasia Studio và mở tiếp. Trong này xuất hiện mục 19.0. Ở đây do tôi đang xài phiên bản 2019, do vậy ở đây nó có thư mục 19.0. Ta xóa thư mục này đi, bấm phải chuột, chọn Delete và OK. Ở đây do tôi đang sử dụng Camtasia Studio để quay phim màn hình này nên tôi không bấm mà xóa. Sau khi xóa thư mục này đi, ta đóng bảng này lại, ta khởi động lại chương trình. Chương trình sẽ làm việc bình thường. Một chia sẻ nhỏ xin gửi đến mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại.